Bây giờ để đối tượng chúng ta trông thật hơn, chúng ta có thể làm thêm chức năng như sau. Các bạn làm tương phản hơn tấm hình chúng ta, dụ brightness contrast. Tôi có thể tăng giảm độ sáng, tăng giảm độ tương phản cho vừa phải cho các bạn. Ví dụ tôi chọn thế này. Tiếp tục, các bạn có thể chọn màu để cân bằng màu. Màu chúng ta đang nghiêng về màu nâu, tôi muốn nghiêng về xanh một chút xíu, cho xưa cũ một chút. Ví dụ như thế này, tôi đồng ý luôn. Bây giờ các bạn nhấn Alt Tab, Control Shift E để tạo layer trên cùng. Sau đó chúng ta sẽ vào phần filter noise và add noise cho đối tượng này. Chọn add noise, tôi chọn chế độ 1.0 thôi. Ở đây là 10, tôi để nguyên mặc định là 10 đi. Vào chọn monochrome để những hạt noise này có màu đen trắng, trông ảnh xưa cũ hơn. Còn nếu tôi không check vào đây, các bạn chú ý rằng hạt noise chúng ta có rất nhiều màu. Tôi chọn monochrome. Ok, đóng lại. Tiếp theo, chúng ta sẽ dùng chế độ Black White hoặc một vài chế độ hòa trộn đây. Chọn cái thông màu hợp lý nhất. Và bây giờ chúng ta sẽ tạo khuôn viền cho đối tượng này bằng cách tôi chọn chế độ vùng chọn này và khoanh vùng. Các bạn nhấn phím Ctrl Shift Y đặt được vùng chọn ra ngoài. Bây giờ tôi chọn thành phần Level và kéo đối tượng này sao cho đen hơn một chút. Ví dụ thế này. Và tôi qua phần này, các bạn tăng phần feather lớn lên. Các bạn thấy rằng nó làm nhòe màu biên này. Tôi có thể làm giảm đối tượng này cho đen hơn nữa, để tạo sự tập trung với tấm hình. Ví dụ thế này, tôi đồng ý như thế này. Và bây giờ tôi sẽ cùng các bạn đen màu hòa trộn. Chúng ta sử dụng Color Lookup. Và tôi chọn một vài tùy chọn trong này. Rất nhiều tùy chọn và những màu lạ chúng ta xử lý. Ví dụ tôi thích cường độ màu chói sáng thế này. Chúng ta cùng nhau sẽ giảm opacity đi, là hợp lý. Tôi thích một chú ngựa như thế này cơ. Tôi gõ 20% vào. Chọn công cụ di chuyển. Có thể một vài bạn thích màu tối hơn chút nữa. Chúng ta có thể lựa chọn các công cụ hiển thị màu sắc ở đây. Hòa trộn, đặc biệt là Color Lookup, nhanh và tiện hơn rất nhiều. Bây giờ chúng ta nhấn Alt Tab, Ctrl Shift E, tạo layer trên cùng và chúng ta lưu hình. Tôi kết thúc bài học tại đây.